Chiều ngày 4 tháng 1 năm 2021, Thành ủy Sông Công đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, thông qua kế hoạch tờ trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lưu Chí Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tổ chức Thành ủy. Đồng chí Lưu Chí Vượng sinh năm 1975, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đại học Luật, có bằng thạc sĩ luật. Trước đây, đồng chí Vượng từng kinh qua nhiều vị trí công tác như tránh thanh tra thành phố, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy và hiện nay đang giữ chức vụ trưởng ban tổ chức thành ủy sông Công. Sau khi nghe thông qua các thông báo tờ trình, hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với đồng chí Lưu Chí Vượng. Cùng ngày, Thành ủy Sông Công đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định.